sức bạn ơi. Trời ơi, mới thảy xuống một đường một lên luôn. Trời ơi, Gồm xin kính chào quý vị khán giả kính mến, rất vui khi được gặp lại cả nhà ở video ngày hôm nay. Kể cho các bạn nghe cái này mà kể ngắn gọn thôi nghe chứ không có lâu dài đâu, các bạn đừng có rời khỏi video của mình tôi dịch nha. Hiện hôm mình đi đám gặp chung với mấy bạn, nói trời sao mày làm clip mày câu cá gì hay vậy, mình câu xạo hay mày câu thiệt vậy, có phải mày quăng ở đây rồi mày kêu cái thằng ở đằng kia nó móc con cá vô cho mày để mày lôi lại thêm đúng không? Nó nói nghe vậy mình cũng vui các bạn, cũng hợp lệ ha. Quăng ở đằng kia cái bắt thằng nhỏ kia móc cá rồi lôi lại, thấy cũng hợp lệ, mà thấy có cái cũng không có hợp lệ, nhưng có cái không thấy cá táp thì đúng, còn có cái em thấy cá được theo táp là sai nha. Rồi để giải đáp thắc mắc vấn đề đó, rồi hôm nay xin gồm sẽ quay toàn cảnh cho anh em xem nha. Quay vậy chứ không dính mọi ơi, đặt máy quay hoài à, quay hết pin không dính thì chân tay chừng không có quay cái quay cam trước mặt có thể dính. Bởi vì câu cá đâu phải đơn giản đâu, muốn dính con cá đâu phải đơn giản, và làm clip cũng đâu phải đơn giản, cũng cài ải dữ lắm mới được có clip cho các bạn xem. Rồi cho qua vấn đề đó, vấn đề hôm nay là được sự yêu cầu của tất cả khán giả trong và ngoài nước yêu cầu mình câu nháy thật thử coi xem sao đó. Tại đó lúc trước giờ thấy mình ít câu nháy thật quá để mình câu nháy thật coi xem sao, và để mình có cái lửa giấy thật mà ngon không test cho anh em xem luôn. Thì xin nói thật với các bạn là lúc trước mình, trước khi mình chơi cái môn lua nháy giả này thì mình đánh nháy thật không à đó. Cho nên là các bạn cứ yên tâm đi, mình đánh nháy thật còn dữ dằn hơn đánh nháy giả nữa, đóng là mỗi tháng luôn á. Thì mình chọn cái lưỡi ngon ngon không à, lưỡi nào ngon táp đây là mình cứ quất một phát là nó ngay bá nào cũng thôi, lũng sọ rồi lên bờ hết đó. Thì một hồi nữa các bạn sẽ thấy mình câu, và nếu mình có cá thì mình đăng cho các bạn xem, còn không có cá thì các bạn không có xem được cái video này đâu. Mà các bạn xem được tới khúc này thì đảm bảo các bạn là đã có cá cho các bạn xem đó. Rồi các bạn cứ mà xem tiếp thì đừng có nét da nha. Còn bây giờ thì mình đi đây. Đây anh em ơi, nháy thật nha, quá nhanh quá nguy hiểm, đường một trời ghê thiệt, táp như chăng đóng cái chăng má đào luôn nè, đóng cái chăng má đào luôn nè, quá nhanh quá nguy hiểm ha. Lội vô tới đây đã không có lấy lội tới đây đã rồi không có lấy cái vỏ, chết thiệt chứ.
trúng ổ rồi, trúng ổ rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, chà bá luôn trời. Gấp nè. Ôi ơi, trúng ổ đống bá đào nữa. Trời ơi, cái lưỡi nó nhạy không nội ơi. Táp phát đống, trúng bá đào không à. Trời ơi, đã thiệt hả? Ba đường hai con, trời trời. Xuống các bạn. Trúng ổ rồi. Đi lấy cái vỏ các bạn ơi. Trời ơi, đi lấy cái vỏ mới được. Chết luôn, lội vô tới đây không? Tưởng nó không có. Trời ơi, cá nè. xuống gì đâu. Trời ơi. Đã thiệt. Lâu rồi mới cảm giác trông như thật. Ừ, nó nhỏ tát ra lọt họng à. Quất mày luôn, dính má đào luôn nè các bạn. Hỏi ngâm hỏi gì á. xuống gì lấy cái vỏ các bạn ơi. lụm nữa chà bá luôn trời. Ui ui phê này trúng ổ luôn các bạn ơi. Không ngờ con kênh nước cạn queo, nước gồng cạn queo mà nó cái lóc ở đâu nè trời. Kênh này các bạn, nước lớn hay không, nước lớn ngập đầu các bạn luôn, khoảng 2 mét luôn. Mà nước gồng thì khoảng tới bù gối, tới đầu gối các bạn. cái lóc này cái đấy nó ú quá trời phê. Đóng này trời, cái lưỡi cũng ngẩn đóng nè các bạn ha. Cái sọ trên nè các bạn thấy không, đóng đó, đóng thấu nó, thấu cái đầu trên luôn thấy không. Lưỡi này ghê lắm, 80k mà bao xét luôn á. Đóng cá thì thôi mỗi phát quá đã sướng. Ai da, trời ơi, mới thảy xuống một đường một lên luôn. Trời ơi. Nhảy xuống đường một lên luôn không. Đây V5 nha các bạn ơi, nó thấy cái chữ V5 không. Đường một lụm luôn, quá đã chứ.
bên này á. Bên này á. Ơi. Lên hàng. Lên hàng. Lên hàng các bạn ơi. Fortune V5. Đóng từ xa quá trời đã. Cảo lên. Con cá lóc như thế này. Hả? Hôm nay Fortune V5 đại chiến nhé thật. Tỷ lệ hiện giờ là 3-2. Chiến về nhé thật. Các bạn ơi. Đó. Quá đã. Fortune V5. Này. Fortune V5 lên hàng ha. Quá phê. Quá tám búp. Đóng một cái. Ủa kéo từ xa đã lắm các bạn ơi. Mình dục từ cái bờ bên đây bay qua bệnh kia ha. Rớt xuống á làm cái búp. Húc ha, làm cái búp. Trúng ha. Cái bắt đầu trùng dây lại ha. Trùng dây lại khoảng 1-2-3 giây gì đó. Bắt đầu đóng cái khứ. Ôi ôi. Phăng vô cầu phăng kéo từ xa nó sướng nó phê lắm bạn ơi. Cảm giác nó phê lắm nha. Cái con Fortune V5 này đặc biệt mình đóng một cái là bắt đầu nó chạy lên. Đó nó chạy lên thì hai cái lưỡi còn nằm trong họng nè. Đó. Thì nó sẽ khó mà sảy con cá hơn là cái lưỡi nó còn dính trong cái body. Lưỡi còn một con dính trong body á là con cá nó bay giặt giặt này nọ là nó ưa sảy lắm. Còn mà nó chạy lên như vậy ha, còn hai cái lưỡi đôi này nó găm vô cái miệng con cá kiểu này nè rồi làm sao mà sảy đó, phê lắm. Đã đó các bạn, con Fortune V5 này nó dễ dính cá to lắm các bạn, nó thu hút cá to nhiều hơn. Đó, cá lóc bằng trứng là con cá lóc yên thù lùi ha. Ngồi cái lưỡi nè, mình phái nó cái là mình đóng một cái là nó bay lên, vô con mồi nó tuột lên hai cái lưỡi nó nằm trong họng con cá, dễ dính.
Thôi vậy thôi. Về anh em ơi, nhiêu được rồi? Nhiêu là đủ cho bà đẻ ăn mấy ngày rồi? Đó, bị ha. Đó, ọc bị ha. Đó. Rồi, tỷ số hôm nay là 3 điều các bạn ơi. Poston V5 3 và nhái thật 3. Đó, tỷ lệ là 3 điều. Rồi, thì bao nhiêu thì về được rồi. Câu kéo gì nữa? Nắng muốn chết luôn rồi câu gì nữa mà câu. Rồi xin hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Video sau thì đi kiếm con khác câu. Chứ mình ít cái nào câu một con mà câu vậy đó, mình câu con này câu con kia cho các bạn thấy. Đó. Thấy là con cá lóc nó dễ câu như thế nào. Rồi, còn bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây ha. Chúc tất cả mọi người luôn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào nha. Bye bye, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.